Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp may mắn trúng số cực mạnh. Vậy thì con giáp nào có số may mắn trúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 10 tháng 3 năm 2023, thứ 6 dương lịch. Âm lịch là ngày 19 tháng 2 năm 2023, là ngày Đinh Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, tiết khí, kinh chập, ngày trực kiến. Hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mùi, lục hợp với tuổi Tuất, xung với tuổi Dậu, hình với tuổi Tý và phá với tuổi Ngọ. Về ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, hôm nay là ngày Đinh Mão, tức chi sinh can, mộc sinh hỏa, là ngày cát, nghĩa nhật. Nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi Tân Dậu và tuổi Quý Dậu, ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt người tuổi Quý Dậu, tuổi Ất Mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngược lại, nhờ hỏa khắc mà được lợi. Ngày Mão, lục hợp với Tuất, tam hợp với Hợi, Mùi, thành mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Tam sát kỳ tuổi, Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Dậu và tuổi Quý Dậu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tân Dậu. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Phúc Sinh, tốt cầu phúc, nhập trạch, cầu tài. Quan Nhật, tốt thăng quan, nhậm chức. Minh Đường, tốt an táo, tu trạch, nhập trạch. Lục Nghi, tốt lâm chánh thân dân. Thiên Đế, tốt đa khả dụng. Tứ Tướng, tốt tế tự, thăng quan, đính hôn, nạp thái, giá thú, khởi công, tạo trạch, tu trạch, thượng lương, viễn hành, cát. Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu thì gồm có sao: Thiên Ngục, kỵ Hiến Phong Trương, Hưng Tử Tụng, Phó Nhậm, Trinh Thảo. Thiên Hỏa, kỵ Tu Tạo, Khởi Tạo, Tu Phương, Thượng Lương, An Môn, An Táo, Nhập Trạch, Xuất Hỏa, Tài Y. Thổ Phủ, kỵ Doanh Kiến Cung Thất, Tu Cung Thất, Thiện Thành Quách, Trúc Đê Phòng, Tu Tạo, Động Thổ, Phá Thổ, Phạt Mộc, Tài Trùng. Thần Cách, kỵ Kỳ Phúc, Tế Tự. Nguyệt Kiến Chuyển Sát, kỵ Động Thổ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 10 tháng 3, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như xây dựng, động thổ, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Thiên Đường, xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 10 tháng 3 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian,
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, cục diện tương hình, người tuổi Tý chớ nên tự tin quá mức mà thành ra chủ quan ở mọi việc. Nếu thường xuyên bỏ ngoài tai những lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện thì bạn sẽ gặp rắc rối. Thương quan giáng họa cũng khuyên người tuổi Tý không nên làm việc theo cảm hứng, không có kế hoạch cụ thể, bởi điều này sẽ khiến bạn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo, khiến sự nghiệp chịu ảnh hưởng. Chuyện tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ. Dường như hôm nay không phải là ngày may mắn của những chú trâu. Những bất đồng trong chuyện thường ngày khiến cho bạn và người ấy đều cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục nói chuyện với nhau. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, nên điều chỉnh suy nghĩ càng sớm càng tốt. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, có vài người ghét bạn nhưng vẫn giả vờ nịnh bợ. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, thận trọng trước các lời mời đầu tư hợp tác. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, chớ để việc riêng tư xen vào việc công. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 61. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên quan tác động khiến bạn trở nên ngang ngược, cố chấp, nhất là những bạn trẻ. Bạn dễ làm mất lòng bạn bè hoặc gây ấn tượng xấu trong những mối quan hệ xã giao. Nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng mải vui mà nói lời thiếu suy nghĩ, kẻo tới lúc hoa ập đến mới tỉnh ra thì đã muộn. Người có đôi dễ gặp phải vấn đề trong mối quan hệ của mình, nhất là khi một trong hai người có thể sẽ rơi vào lưới tình của kẻ thứ ba hoàn toàn khác biệt. Những xích mích nhỏ giữa bạn và người ấy tích tụ quá lâu có thể chính là tác nhân khiến cho mối quan hệ rơi vào khủng hoảng. Thật khó để giữ được hạnh phúc bởi chúng ta đâu biết trước được tương lai có chuyện gì sẽ xảy ra. Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng phức tạp. Họa tiểu nhân đeo bám, nếu không cẩn thận rất dễ trở thành tâm điểm thị phi tranh chấp. Con giáp này không nên lời qua tiếng lại, tranh cãi nặng nề làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, con cái là niềm tự hào và là động lực của bạn. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, không nên lơ là cầu thả trong công việc. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, không nên sống phụ thuộc vào vận may. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, tình cảm trải qua nhiều thử thách. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 31. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, tam hội trợ giúp, người tuổi Dần gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh dễ dàng tạo được ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần trò chuyện đầu tiên. Nhờ vậy, bạn có cơ hội tìm được người đồng chí hướng, cùng giúp đỡ nhau trong tương lai. Đào hoa giúp bạn đạt được thành công trong việc gắn kết tình cảm gia đình.
tạo bầu không khí đầm ấm, tràn ngập tiếng cười. Với người độc thân, có vẻ như bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và cảm thấy rất hài lòng về chuyện đó, nên sẽ chưa nghĩ tới việc hẹn hò hay kết hôn. Tuy nhiên, kiếp tài lại hết lần này đến lần khác đe dọa, làm cho bạn mù quáng, tin tưởng người không đáng tin, dốc tiền vào nơi không nên. Do đó trong ngày hôm nay, bạn hãy cẩn thận, kẻo tiền mất tật mang. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, hãy tập trung vào mục tiêu mình đã đặt ra. Với người tuổi Bính Dần, mệnh Hỏa, nên chú ý lắng nghe lời dạy bảo của người đi trước. Với người tuổi Mậu Dần, mệnh Thổ, nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân. Với người tuổi Canh Dần, mệnh Mộc, hãy thôi than thân trách phận. Với người tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim, nhiều cơ hội phát triển công việc. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 79. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, trong ngày gặp tỷ kiên, bạn có thể sẽ phải nhận lấy sự gièm pha của đồng nghiệp xung quanh. Hãy giữ vững quan điểm lập trường của mình, đồng thời tập trung vào giải quyết tốt nhiệm vụ được giao, cố gắng bỏ ngoài tai lời thị phi. Vận tài chính có điểm báo mất của, hư đồ, nên hôm nay nếu có ý định đầu tư, hãy tạm hoãn, cố gắng điều chỉnh lại kế hoạch của mình chu đáo hơn để có được những nguồn thu bền vững trong thời gian tới. Chuyện tình cảm cũng không diễn ra như ý muốn của bản mệnh. Tình cảm trao đi mà không được đáp lại, tình yêu đơn phương đã khiến cho con giáp này héo mòn vì đau khổ. Đôi khi biết từ bỏ cũng lại là hạnh phúc. Với người tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, hãy nhận thức rõ thực tế trước mắt. Với người tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến. Với người tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, cố gắng đưa thông tin ngắn gọn, xúc tích. Với người tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình. Với người tuổi Quý Mão, mệnh Kim, triển khai công việc không gặp khó khăn. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 34. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, tam hội báo hiệu cho người tuổi Thìn có một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người, thì bản mệnh có thể giải quyết được nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Hãy tin rằng kể cả những vấn đề hóc búa nhất cũng sẽ có cách giải quyết. Chính quan xuất hiện thì công việc trăm bề thuận lợi. Hôm nay những bạn đang có ý định xin việc, cứ mạnh dạn đi tìm, nộp hồ sơ để thần may mắn đến độ. Ngày này cũng thuận lợi để con giáp này tiến hành các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng. Tuy nhiên, người tuổi Thìn vốn rất tài giỏi và nhanh trí, nhưng lại quá nóng nảy do chịu tác động của cục diện tương hại. Thậm chí bạn sẵn sàng mâu thuẫn với người khác để bảo vệ điều mình cho là đúng. Điều đó khiến cho không khí làm việc trở nên căng thẳng. Với người tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, hãy tự tìm cách bày tỏ tình cảm của mình. Với người tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, đừng để người khác có cớ chê cười mình. Với người tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, chú ý tới giấy tờ sổ sách tài chính. Với người tuổi Canh Thìn, mệnh Kim,
dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sẽ tốt hơn. Với người tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, có thể tính đến chuyện mở rộng quy mô kinh doanh. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 41. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn nâng đỡ, con giáp tuổi Tỵ có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Với cách giải quyết vấn đề hợp lý, không chê vào đâu được, bạn có thể khiến cho những kẻ ghét mình phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Song con giáp này cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người. Đừng mãi sống trong thế giới của riêng mình. Có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần thoải mái hơn trong việc thể hiện mình trước người khác phái. Sự ngượng ngùng của bạn có thể bị cho là lạnh lùng, khó gần, thiếu hợp tác và chặn đứng ý định tiếp cận của người khác. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, tình hình tài chính ổn định. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, làm việc vất vả nhưng thu nhập xứng đáng. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, chinh phục được mục tiêu đề ra. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, gia đình luôn ủng hộ bạn tiến lên. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 62. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, chính ấn nhập cục giúp tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng mới, phát huy triệt để tài năng của mình. Hầu hết các kế hoạch bạn đưa ra trong ngày đều nhận được sự đánh giá cao của tập thể và được áp dụng gần như ngay lập tức. Bạn đang cho thấy sự chắc chắn và vị trí không thể thay thế của mình. Mộc sinh hỏa, người độc thân không nên quá lo lắng về tình trạng hiện tại của mình. Bởi thực chất thì các mối quan hệ với người khác phái của bạn đang phát triển rất tốt đẹp. Có thể xung quanh bạn có người đã dành tình cảm cho bạn từ lâu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cục diện tương phá khiến người tuổi Ngọ dễ gặp phải họa phá tài trong ngày hôm nay, bạn cần cẩn trọng trong các mối đầu tư. Lời lãi càng nhiều thì càng tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Người làm công ăn lương cũng khó hoàn thành được mục tiêu công việc bởi bị kẻ xấu tìm cách phá hoại. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, bận rộn hoàn thiện công việc có tiến độ gấp rút. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, thể hiện được khả năng để khẳng định giá trị. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, chớ nên lơ là để xảy ra lỗi sai không đáng có. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, chớ để ý kiến người khác tác động tới mối quan hệ. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, nửa kia thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng đồng lòng. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 51. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ
trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hợp che chở, vận trình trong ngày của người tuổi Mùi hanh thông phơi phới, mang tới không ít niềm vui và điều thuận lợi trong tâm hồn vạn sự cát lành. Đây là ngày thích hợp để những chú dê còn độc thân lên kế hoạch hẹn hò và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Vì vậy, hãy chăm chút bản thân thật lộng lẫy và sẵn sàng cho những sự kiện đòi hỏi bạn phải xuất hiện ở chốn đông người. Đào hoa sẽ dẫn lối cho bạn tìm được người ưng ý. Thiên quan cảnh báo con giáp này về những nguy cơ bị lợi dụng, lừa gạt, gây mất tiền, hao của. Bản mệnh cần đề cao cảnh giác, đừng quá nhẹ dạ cả tin mà bị lừa gạt. Trong chuyện tiền bạc, cần rõ ràng, sòng phẳng, đừng vì tình cảm lại để mất tiền, cuối cùng ngay cả tình cảm cũng không giữ được. Với người tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, biết cách thu hút quý nhân và được giúp đỡ. Với người tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, kiên định với con đường mình đã chọn. Với người tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, cần chú tâm hơn vào công việc hiện tại. Với người tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sẽ tới. Với người tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, hãy cân đối lại tình hình tài chính hiện tại. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 40. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, chính tài phù trợ, người tuổi Thân có thể nhận được một khoản tiền lương hoặc tiền thưởng kha khá trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng nên chi tiêu tiết kiệm, chứ không nên tự thưởng cho bản thân một cách quá hoang phí. Với người tuổi Thân có được sự quyết đoán trong công việc, thêm vào đó, tham vọng thay đổi vận trình sự nghiệp khiến bạn có thêm động lực để làm việc nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội, hãy làm thật chắc chắn để có được kết quả tốt nhất. Kim khắc mộc cho thấy, về tình cảm, bạn không thực sự cảm thấy hài lòng và có nhiều chuyện buồn. Bạn luôn gây ra tâm lý cố chấp, nên đôi khi chuyện nhỏ nhặt cũng hóa chuyện lớn và gây áp lực lên chính người thân yêu. Nếu như bạn có cái nhìn đơn giản hơn, thì mọi chuyện sẽ dễ bề có được kết quả tốt. Với người tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, chuyện tình yêu đôi lứa giữ ở mức ổn định. Với người tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, không nên tin tưởng người khác thái quá. Với người tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của người khác. Với người tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng. Với người tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, càng sởi lời thì trời càng cho, tiền bạc dư giả. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 72. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 10 tháng 3 năm 2023.
Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, cục diện tương xung, trong ngày hôm nay con giáp tuổi Dậu nên cần hết sức tránh những cuộc cãi vã xích mích để không tạo bất lợi cho bản thân về sau. Đừng chỉ vì vướng mắc chút chuyện nhỏ đã nhảy dựng lên khiến mọi việc càng thêm rối ren. Vận trình tình cảm hôm nay cũng có phần đi xuống. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không dành thời gian để điều chỉnh, e rằng mối quan hệ này của hai bạn ngày càng đi vào bế tắc. May mắn nhờ có thiên tài giúp cho con giáp tuổi Dậu thu lợi, gia tăng tiền bạc. Hẳn nhiên tiền bạc là quan trọng, tuy nhiên đừng để giá trị của đồng tiền khiến bạn không còn cảm nhận được ý nghĩa của những phút giây vui vẻ, bình dị của đời sống. Với người tuổi Ất Dậu, mệnh thủy, học cách đối mặt và dũng cảm vượt qua khó khăn để thành công. Với người tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Với người tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ, sắp xếp công việc để thực hiện phù hợp. Với người tuổi Tân Dậu, mệnh mộc, nhận được sự nâng đỡ của người khác. Với người tuổi Quý Dậu, mệnh kim, hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 53. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính quan giúp cho con giáp tuổi Tuất có thể thở phào nhẹ nhõm khi đường công danh sự nghiệp có nhiều khởi sắc rõ rệt. Con giáp này có thể tìm được những cơ hội phát triển cho mình nhờ vào năng lực của chính bản thân mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Lục hợp nâng đỡ, những người tuổi Tuất sẽ cần có sự chủ động hơn trong công việc mới có thể nắm bắt được những vận may tài lộc khi chúng tới. Với những người làm công ăn lương thì có thêm một khoản thu nhập phụ, và những người kinh doanh buôn bán lại dễ có được cơ hội kiếm tiền tốt. Vận tình duyên êm đẹp và có thể tiến xa hơn, cũng như đang bắt đầu gây dựng các kế hoạch cụ thể với tinh thần phấn chấn. Do đó có thể nói hôm nay là ngày bạn có được thời gian, công việc và tình cảm mỹ mãn. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, tinh thần phơi phới khi mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, cần giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, có khả năng sáng tạo trong công việc. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh kim, chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, tình cảm vợ chồng ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 46. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, tam hợp cục xuất hiện, tuổi Hợi có thể có nhiều cơ hội để thành công. Nhờ thế mà chuyện làm ăn suôn sẻ thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, lợi nhuận ngày càng tăng tiến. Thực thần trợ giúp, bạn có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô kinh doanh để gia tăng nguồn tài chính cho mình. Mặc dù sẽ khá bận rộn nhưng bù lại, lợi nhuận thu về lớn, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn càng chăm chỉ nỗ lực thì càng không lo chuyện túng thiếu tiền bạc, chi tiêu cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Vận trình tình cảm cũng có nhiều tin tốt lành với người độc thân. Có lẽ hôm nay
bạn sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mới, mối quan hệ mới tốt đẹp hơn và tự tìm ra cho mình cơ hội để thay đổi bản thân. Với người tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, cố gắng hết sức khắc phục những vấn đề trước mắt. Với người tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, nên theo đuổi những việc có tính an toàn lâu dài để thu lợi bền vững. Với người tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, hãy luôn cho thấy năng lực của bản thân. Với người tuổi Tân Hợi, mệnh kim, kế hoạch hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh diễn ra thuận lợi. Với người tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, người làm công ăn lương, nhận lương và thưởng xứng đáng. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 25. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 10 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.